Một viên kẹo nén bằng một quả chanh, một quả chanh nén bằng một viên kẹo, kẹo của Bụi Thái ngon á. Loại này chị, cái loại đế cao hả, ngon cực kỳ, ngon cực kỳ, ngon cực kỳ, nhớ chị nha, ngon cực kỳ. Một viên kẹo nén bằng một quả chanh, một quả chanh nén bằng một viên kẹo, nhớ chị nha. Một quả chanh nén bằng một viên kẹo, một viên kẹo nén bằng một quả chanh. Bổ sung hàm lượng vitamin C tăng sức đề kháng dùng cho em, kẹo ngon lắm, rất ngon luôn, kẹo cũng kỳ ngon luôn. Hôm nay mấy chị chia sẻ like em tặng quà gì ta? Hôm nay mấy chị chia sẻ like em tặng quà gì ta? Hôm nay kẹo chanh muối nha quý vị nha, kẹo chanh muối một bịch 55 xeo mấy chị, còn 29 nha. Hai kẹo chanh muối ok chị, ăn không ngon cho phải hay nha mọi người nha. Kẹo chanh muối ngon lắm, 29 ngàn một bịch nha quý vị nha. À, màu đen em có nha chị Mỹ Hằng, có loại 145 ngàn hả? Có nha chị, có ha, lên đơn dùng cho em. Kẹo chanh muối một lọ 29 ngàn, kẹo chanh muối cái loại Chanel đế cao 5 phân đó thì ủa biết thì lên chưa ta. Kẹo chanh muối lên đơn cho em 29 ngàn, kẹo chanh muối lên đơn cho em 29 ngàn, chị nào lấy lên giùm em nha, em ngon lắm mấy chị ơi, rất là ngon luôn nha mấy chị nha, rất là ngon luôn, 29 ngàn một bịch thôi nha mấy chị nha. Kẹo này mà mấy chị ăn rất ngon là không có tiền luôn, 29 ngàn, vừa bổ sung vitamin C vừa tăng sức đề kháng giùm cho em nha mấy chị nha, 29 ngàn một bịch. Ở đây mấy chị chị nào mà có chia sẻ like em tặng kẹo sầu riêng nha mấy chị nha, kẹo sầu riêng ha. Nhân viên em báo hết hả? Ủa sao báo hết à? Chụp cái view của chị Mỹ Hằng lại cái em hai sao đây, chụp cái đơn của chị. Ủa hết cái gì? Hết chiếc chiếc ấy, hết chiếc chị đi, ông chụp cái comment lại coi, cái nhóc còn chụp view có hàng mà chị nhận hàng rồi mà áo hồi sáng bị nhỏ mất tiêu hả? Mà chị thích hả? Trời ơi, cái chị lấy sao bao nhiêu mà người nhỏ, tại vì nó chuẩn sai mà. Lên đơn cho em kẹo chanh muối 29 ngàn, kẹo chanh muối 29 ngàn lên đơn. Kẹo chanh muối 29 ngàn, kẹo chanh muối 29 ngàn, đừng có tiếc mấy chị. Hàng chuẩn mua tại siêu thị, chỉ đi từ bên Thái sắp tay về 29 ngàn được kẹo sầu riêng, ôi kẹo chanh muối. Nó bổ sung hàm lượng vitamin C mấy chị rất là cao nha mọi người nha, ăn ngon lắm. Chiếp chiếp đó mấy chị, nó giúp cho mấy chị thông họng nè. À, nó tốt cho cổ họng mấy chị nè, bổ sung vitamin C này, tăng sức đề kháng này nha mấy chị nha, tăng sức đề kháng nữa. Tại vì á là một viên kẹo nó hàm lượng vitamin C nó nén bằng một quả chanh, mà cái vị của nó là vị kẹo chanh muối nha mấy chị nha, cho nên là ăn rất là ngon luôn. Thử đi mấy chị, thử ha, 29 ngàn thôi nha mấy chị nha, 29 ngàn
chị em nào ăn lên đơn nha mọi người. Chị em nào ăn lên đơn, dạ ok mấy chị nè. Đưa chị em kẹo chanh muối lậm lậm lên cho giò cái cho. Nó có ít lắm, nó có một thay thôi nha mấy chị. 29.000 lên đơn. Kẹo chanh muối 29.000 lên đơn. Kẹo chanh muối 29.000 lên đơn. Nha mấy chị nha, có 29.000. À chưa à, chưa lấy thêm cho nó. Đây mấy chị nha. Không, giờ búp bê không cần nhít sai. Rồi hốt nữa không? Trời ơi, hốt rồi. Có tầm 50. À Peter ơi. Mò Nò. Còn tới là nò nò luôn. Nò à? Nó hỏi thử. Nó khó áo. Muối. Rồi ok mấy chị. Ngon lắm. Đấy nè, chanel đế cao đúng không chị? 2 kiệu chanh muối ok chị. Lên đi mấy chị ơi, rất là ngon luôn. Hồi tết không có hàng mà bán cho mọi người nha. Rất là ngon luôn mấy chị. Đây nè mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Kiệu chanh muối. Thôi chị nào lấy lên đơn giùm em. Đây nè mấy chị nha, kiệu chanh muối. Chị nào lấy lên giùm em, 2 kiệu chanh muối ok mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi kẹo XO. Kẹo XO này với chị. Em ba nhan chị nãy hai thêm giờ 1 nữa ba. Ok em. Rồi nó mọi người, kẹo chanh muối ngon lắm. Thiệt. Em nói thiệt với chị nha, chanh muối là cái kiểu như là thời tiết đó mấy chị. Cái kiểu như là mấy chị muốn cần tăng sức đề kháng đó mấy chị ngậm. Mà mấy chị buồn miệng mấy chị cũng ngậm. Mà mấy chị muốn tốt cho cơ để mấy chị cũng ngậm. Nên ngậm ha. Chắc ủa trong. Với chú ở đây giờ đi hồi xưa là tặng cái gì luôn nè. Hồi xưa là tặng sát âm đạo. Rồi tối là tặng kẹo dẻo sầu riêng. Đây mấy chị ba bịch. Còn cái này là kẹo dẻo sầu riêng nè. 5 chị có lượt kia sự like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một bịch kẹo dẻo sầu riêng 100 viên. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 100 viên. Em tặng cho 5 chị có lượt kia sự like nhiều nhất nha. 5 chị có lượt kia sự like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một bịch kẹo dẻo sầu riêng. Ăn cực kỳ ngon, không ngon cho trả hàng nha mấy chị. Rồi còn cái bịch này là em bán sale cho mấy chị có thử sai như vậy. À kẹo dẻo sầu riêng qua tết nó giảm giá lại. Đậu phộng. Hồi tết họ tới 100 mấy luôn nha mọi người. À 9 mấy luôn nha mấy chị nha. Bây giờ họ qua tết rồi sale còn 79.000 bịch. Kẹo dẻo sầu riêng 79.000. Thôi 79.000. Kẹo dẻo sầu riêng 79.000. Kẹo dẻo sầu riêng 79.000. Lên đơn 100 viên kẹo dẻo sầu riêng tươi nha. Cái đại loại của Thái này mấy chị ngon lắm. Kẹo dẻo sầu riêng tươi. Riêng tươi 79.000. Hồi trước tết mấy chị biết không, nó tăng một lần mấy chục ngàn luôn á mấy chị. Bây giờ qua tết nó giảm giá lại nè. Kẹo ngon lắm sớt, cảm ơn chị. Ngon lắm nha, rất ngon luôn. Thơm thơm dịu dịu béo béo, vị đặc trưng sầu riêng. Kẹo dẻo sầu riêng. Kẹo dẻo sầu riêng. Ủa trong nhắn đâu vậy, sao không nhắn thì nhắn đi, người tôi nhắn nó chứ. Đây nha mấy chị nha. Kẹo dẻo sầu riêng nha mấy chị nha. Kẹo dẻo sầu riêng bao nhiêu ta? 79.000. Cái này nó đang sale nha mọi người nha. Nó mà không sale là giá nó cao lắm. Kẹo dẻo sầu riêng chồng lấy cho mấy chị kia kẹo dẻo sầu riêng rồi. Rồi kẹo chanh muối chị nào lấy nữa lên giùm em nha. Kẹo chanh muối chị nào lấy nữa lên cho mấy chị nha. Cái này nó làm biến rồi đó ông nhỏ. Mua hàng mà nó rồi này kẹo chanh muối chị nào lấy lên đơn giùm em. Kẹo chanh muối em sale mấy chị 29.000 một bịch thôi. Kẹo dẻo sầu riêng em gom mấy chị 79.000. Một bịch 100 viên hồi tết đắt hơn 20.000 nha mấy chị. Hồi tết đắt hơn 20.000 á. Mà không có kẹo đồ bán luôn á mọi người. Cho hồi tết nó mất. Nha mấy chị, mà cái bịch này nè 100 viên. Ngon lắm. Kẹo dẻo sầu riêng 79.000. Kẹo dẻo sầu riêng 79.000. Kẹo chanh muối 29.000 nha mấy chị nha. Kẹo chanh muối này á là nó bổ sung vitamin C. Ngon lắm nha mấy chị nha. Còn kẹo xỉu sầu riêng là một bịch 100 viên 79.000. Chị nào lấy lên giùm em ha. 79.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Có phải có cái con nó thật không? Ồ. Không, có con nó thôi chứ có con ta. Đó nhìn đi. Chắc thấy là. Ờ. Nha mấy chị nha, kẹo dẻo sầu riêng, chào mấy kẹo dẻo sầu riêng cho mấy chị ơi. Kẹo chanh muối nữa. Kẹo chanh muối kẹo dẻo sầu riêng. Lên. Ta muốn lọt. Kẹo dẻo sầu riêng nó có. Ờ. Có nhiều nhiều chứ. Rồi kẹo dẻo sầu riêng lên đơn, kẹo dẻo sầu riêng lên đơn giùm em. Kẹo dẻo sầu riêng lên đơn, kẹo dẻo sầu riêng lên đơn. Kẹo dẻo sầu riêng lên đơn nha mấy chị nha. 79.000 một bịch. Bữa nay nó đang rất là nhiều luôn. Hàng chuẩn mua tại siêu thị Sóc Tây về Việt Nam cho mọi người, còn nữa không cho. Hết đó hả? Rồi cái này là kẹo XO nè.
ăn thử chưa mấy chị? 2XO, một bịch một vị, hai bịch hai vị. Cái này á là hương mật ong, ngon lắm. Cái này là hương hương cam nha, hương chanh nha mấy chị. Một bịch như thế này là nó tới 40 viên. Em bán với chị bịch này từ 55.000 còn 29.000 luôn. Ghi chị em kẹo XO, một bịch một vị, hai bịch hai vị nha mấy chị. Một bịch một vị, hai bịch hai vị giùm em nha mấy chị nha. Một còn không là mấy chị ghi ông ghi ghi lên là XO xanh hoặc XO cam cũng hợp. XO xanh hoặc XO cam đi, hay nâu đi, XO xanh hoặc XO nâu. 29.000 một bịch nha mọi người. Vàng đi, vàng. XO xanh, XO vàng nha, 29.000 một bịch nha mấy chị. 29.000 ngon lắm nha. Kiểu này mấy chị ăn rồi á là mấy chị nghiền luôn. 29.000 chị nào ơi giùm em ha, kiểu XO nha mấy chị đi. Kiểu XO nha mọi người ơi, kiểu XO 29.000 một bịch nó tới 40 viên luôn. Trời ơi nhiều cực kỳ nha, mà chỉ có 29.000 thôi. Một bịch cho nó tới 40 viên. Một bịch 40 viên nha, một bịch 40 viên. Nha mấy chị nha, rất là nhiều luôn. Chị nào ăn lên giùm em có 29.000. Rồi nha. Chị 5 bịch, chị 3 bịch, 2 bịch vàng. Rồi ok mấy chị. 2 3 bịch xanh ok chị luôn. Rồi chị nào lấy em có triệu gừng không? Không có triệu gừng chị à. Không mệt đó, nó xé nó đắt nữa. À, chị nó ăn chỉ ô lên giùm em, không có gừng chị. 29.000 một bịch, một bịch 40 viên nha mọi người, một bịch 40 viên. Chị nó ăn kẹo XO lên giùm em, kẹo XO nha, ngon lắm nha mọi người. Chiếc chiếc đó mấy chị tốt cho cái mạng mình lắm ha. Chị nó lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, chị nó lấy lên đơn ha. Chị nó lấy lên đơn nha mấy chị nha, 29.000, rồi đi cho. Kẹo XO, kẹo XO. Kẹo XO, kẹo XO dùm cho em nha mấy chị nha. 29.000, ngon. Kẹo này mấy chị ăn là ghiền luôn. Mấy chị ăn là ghiền luôn. Sorry. Em hạt C ok chị. Hạt C em gom dùm mấy chị có 15.000. 15.000 hũ. Chị nào lấy thì nói em gom cho. Mấy chị chia sẻ like dùm cho em nha. 5 chị có được. Kẹo XO mấy chị mà lấy 2 bịch đó, em bỏ ngọt ra là 2 vị nha 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 thì khi bay màu đen không có người vậy nha ta, thật có người nhiều không có chị ơi, không có rồi nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị cái này nè, em biết từ Tết tới giờ là mấy bà đang thèm chảy nước miếng luôn. Mấy bà đang thèm chảy nước miếng luôn, con tôi thèm nhỏ giải luôn nha mấy bà. Tết không có một bịch để tôi gom luôn. Tết không có một bịch đỡ gom và không có một bịch đỡ bán và không có một bịch đỡ dọn luôn. Con em thèm chảy giải cái bịch kẹo này. Xin lỗi nha, kẹo này không ngon, em nghĩ bán bánh kẹo nha mấy chị. Không có lấy kẹo Milo, Milo em ơi. Đây là kẹo Yubi của Thái. Mấy chị coi giùm em nè. Loại thương hiệu kẹo nổi tiếng, kẹo dịu dịu mới đẹp. Nó là quyền trái cây. Không ngon, nghĩ bán bánh. Không ngon, nghĩ bán bánh. Rất ngon. Một bịch cơm xeo 29.000. Cái tiên nó ngon mấy chị ơi. Cái loại xoa bóp đỏ hỏi thu thủy. Hay là em lấy cho cụ lè đen. Trời ơi nó ngon dữ trời. Lên cho em kẹo Yubi. Trời ơi chua chua ngọt ngọt. Ngon bái đấy. 29.000. Con em Tết giờ chưa có một bịch để nhắm luôn á mấy chị. Thu thủy là ghi xoa bóp đỏ 3 tiết nha. Có nha, bữa nay chị nào chia sẻ like là em tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Mỗi chị một bịch kẹo dẻo 100 viên. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 100 viên một bịch này. Hồi trước là một bịch này tới 125.000 nha mấy chị. Tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Mỗi chị một bịch cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất cho em ha. Rồi chị nào ăn lên giùm cho em nha. Kẹo Yubi, kẹo Yubi 29.000 một bịch. Dẻo dẻo. Trời ơi nó ngon. Giả mang luôn. Kẹo này mấy bà không ăn là uổng lắm. Tôi nói nha mấy bà nha, ăn kẹo này mà không ngon là tôi nghĩ bán bánh luôn. Tôi nghĩ đi Thái bán bánh luôn, bánh kẹo luôn nha mấy chị. Kẹo Yubi 29.000. Kẹo Yubi 29.000 nha mấy chị nha, lấy bao nhiêu bịch đây giùm em. Trời ơi thiệt luôn, ăn ghiền. Cái vị nó chua chua ngọt ngọt của mấy chị, cái vị trái cây mà. Kẹo nó vị trái cây nữa ngon lắm.
không có Milo nha em ơi, không có Milo ha. Chị em nào phải đưa dùng cho em là kẹo Yubi 29 ngàn, kẹo dẻo Yubi. Dạ ok chị thử đi, không ngon nghỉ bán bánh kẹo, không ngon là nghỉ bán nha mấy chị nha. Trời ơi ngon lắm. Chồng lấy cái xe khác ở chồng bày một xe nữa. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi dùm em kẹo dẻo Yubi 29 ngàn, kẹo dẻo Yubi 29 ngàn một bịch. Như mấy chị 29 ngàn một bịch, rồi chị nào lại lên giùm em. Ngon lắm luôn. Rồi chị nào ăn lên giùm em hồi tết, chị nào mà bị ăn mà không có cái này á bà mua đi. Trời ơi con ăn ghiền lắm luôn mấy chị nha. Không có hàng nữa mua thôi mọi người, hồi tết đâu có bịch nào đâu. Ủa sao cả năm bán kẹo Yubi tới tết không có kẹo Yubi nào bán. Đáng nhắc luôn. Chồng sớt qua thôi. Rồi đưa cho em kẹo dẻo Yubi, mấy chị lấy bao nhiêu bịch lên giùm em nha. Mình đưa cái máy ở đây đâu có gì đâu. Rồi lên đơn cho em kẹo dẻo Yubi, kẹo dẻo Yubi. Rồi. Kẹo dẻo Yubi, kẹo dẻo Yubi, quay xe lại. Bỏ cái điện thoại ra đây. Rồi ok mấy chị nè, lấy bao nhiêu bịch Yubi lên giùm em nha. Có 29 ngàn một bịch thôi mà kẹo ngon lắm. Thử. Đắng đẩy cái bụng kia. Có gì vậy? Kẹo dẻo Yubi, kẹo dẻo Yubi ok mấy chị nè. Đưa cái bịch bao đi trước. Năm chị có lượt chia sĩ la nhiều nhất tặng mỗi chị một bịch kẹo dẻo sầu riêng, kẹo dẻo sầu riêng tươi nha mấy chị ơi, cho năm chị nha. Cho năm chị có lượt chia sĩ la nhiều nhất nha. Còn em bán thì họ từ 125 ngàn, siêu thị đang giảm giá rất mạnh sau tết luôn, còn 79 ngàn. Tết đắt lắm mấy chị, hồi tết đắt lắm, tết không có hàng luôn mà họ nó tăng lên mấy chục ngàn luôn. Từ 125 bữa nay giảm còn 79 ngàn. Kẹo dẻo sầu riêng tươi nha, bài kẹo dẻo Yubi lên. Kẹo chanh muối 29 ngàn một bịch, kẹo XO một bịch này 40 viên nha, một bịch 40 viên ngậm vô họ là em nói thiệt nha, ngon nhất cái nắp luôn, 29 ngàn bịch. Kẹo XO nó có hai vị, vị chanh và vị mật ong. Chị nào thích chanh lấy chanh, chị nào thích mật ong lấy mật ong. Ghi cho em là kẹo XO xanh hoặc kẹo XO vàng có 29 ngàn một bịch thôi mà một bịch 40 viên, một bịch 40 viên đó mấy bà. Rồi còn kẹo dẻo sầu riêng có cái bịch giờ ăn rồi đâu, có một cái bịch giờ mới xé ra đâu. Rồi kẹo Yubi, kẹo Yubi em đang gom với chị 29 ngàn. Kẹo Yubi, à đây 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 kẹo Yubi. Đây nha mấy chị nha, kẹo Yubi 29 ngàn, kẹo Yubi 29 ngàn lên giùm em. À chồng, nó có loại vị pizza nữa nè. Kẹo Yubi có vị pizza nữa nha mấy chị nha. Tôi đang dở cái kẹo dẻo Yubi nha mấy chị nha. Nó có hamburger và pizza luôn. Nhưng mà không có cho chọn vị nha, tại vì vị nào nó cũng ngon hết á. Cái loại này vị nào cũng ngon nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi kẹo dẻo lên giùm em ạ, 4 Yubi ok chị. Rồi chị nào lấy Yubi lên giùm em, Yubi. Đây chồng lấy xe bỏ lại thêm Yubi nè. À Yubi nó có loại của pizza nữa. Một XO mật ong là một XO vàng nha. Rồi nha mấy chị. Kẹo dẻo Yubi 29 nha. À Yubi 2 bịch 2 vị ok em. Ngon lắm em ơi. Cái loại này ngon nha. Cái loại này là cái vị bánh pizza. Mấy chị lấy một bịch một vị, hai bịch hai vị giùm em nha. Mấy chị nãy giờ lấy nó có ô thôi nha mấy chị, nó đúng có một ô thôi nha mọi người. Kẹo dẻo Yubi nó có đúng một ô thôi. Rồi chị nào ăn kẹo Yubi lên giùm em, kẹo Yubi 29 ngàn, 29 ngàn. Rồi ngon lắm nha mọi người ơi, có 29 ngàn à. Rồi này rồi đó, chồng đẩy đi lại kia. Rồi chỗ giờ lên kiểu vô vô cái này chồng lắm kìa. Hỏi thử cái này có không, cái nào mời ngon cái này. Vậy đi đâm lầm lên chồng. XO vàng xanh ok chị. Em lên cho mấy chị kẹo này nữa nè. Mấy cái kẹo toàn là kẹo nổi tiếng luôn nha mấy chị nha, ăn ngon lắm. Kẹo XO, kẹo XO ok ạ. À. Đây là kẹo ô. Chồng ơi, kẹo vô vô bữa nay tăng giá quá. Nó 29 ngàn không nổi rồi.
ngon quá, tăng cho 3.000. Kèo chanh muối có nè. Kèo chanh muối 29.000 một bịch. Kèo chanh muối 29.000 thôi nha, bỏ kèo lương ơi. Không nhớ. Kẹo này bữa nay nó tăng lên gần 5.000, 3.000, 4.000. Rồi cái này là kẹo yo-yo. Trời ơi, kẹo yo-yo lấy ăn đỡ thôi nha mấy chị nha. Hôm nay tăng giá quá. Kẹo yo-yo nha mấy chị nha. Kẹo yo-yo Tết nè, mấy chị cũng ghiền lắm. Nói chung đây là những cái việc kẹo nổi tiếng mấy chị hiểu nè. Mấy chị coi mềm nè. Nó là vị nho. Cho nên ăn rất là ngon. Bữa nay nó tăng giá quá. Bán kèm luôn 29.000. Chị nó ăn lên cho em kẹo yo-yo 29.000. Ngon quá. Trời ngon dữ trời. Kẹo yo-yo 29.000 trồng lụm lên đó hả? Lụm nè. Ngon quá. Kẹo yo-yo 29.000. Kẹo yo-yo 29.000 lên đơn. Cái này lấy chút không. Cái này này ăn ngon lắm luôn. Em biết không ngán với chị đúng không? Ăn ghiền luôn nha mấy chị nha. 29.000. Chị nào lấy kẹo yo-yo lên giùm em. Kẹo yo-yo 29.000 nha. Lên giùm em mà kẹo yo-yo 29.000. Ngon lắm nha mọi người nha. Kẹo yo-yo 29.000. Kẹo yo-yo 29.000 tăng cao dữ nha. Yo-yo bữa nay tăng cao quá. Yo-yo 29.000 lên đơn giùm em. Yo-yo 29.000. Rồi ok chị, trăm trăm. Với lấy này thì ít bịch nữa. Yo-yo 29.000, yo-yo 29.000. Này là vị nho nha mấy chị nha. Này là vị nho. Nho nha mấy chị nha. Lên giùm em kẹo yo-yo 29.000. Yo-yo nha mấy chị nha, vị nho. Rồi, chị nào lấy nữa lên giùm em ha. Rồi đi chăng. Yo-yo ngon lắm luôn. Đấy là đây. Yo-yo 29.000, yo-yo 29.000. Yo-vi 29.000 luôn. Toàn là những vị kẹo ngon không nha mấy chị. Bim bim. Nói chưa đi Thái mà gửi tới tóc cái bim. Bên bên hồi Tết là không có hàng để bán luôn. Tại vì bán đắt quá. Một hộp như thế này. 120.000 một hộp. Một bịch như thế này. À, của nó cũng hẹn nó luôn nha. Đây, màu đỏ này ha. Một hộp màu đỏ này là 12 cây. Một bịch của nó là 5 cây. 5 cây là 55.000. Một hộp 12 cây 120.000. Đáng lý là một hộp là 10 cây á, là 110.000 đúng không? Cái này 12 cây luôn mà chỉ có 120.000 thôi. Bây giờ nó sale được mấy chị. Cái này cái gói không mà lẻ 55.000 nha. Mà hết mà có 5 cây thôi. Gói nó ha. Bây giờ nè, em gom mấy chị nè. Nguyên một hộp như thế này ha. Nguyên một hộp như thế này 12 cây. Bữa nay nó giảm giá rất là mạnh luôn từ trước tới giờ. Còn 67.000 một hộp. 67.000 một hộp mọi người ơi. Mừng rớt nước mắt. Nó, này mấy chị coi em cái vị này. Bánh kem. Mọi người phủ lên một lớp kem, một lớp bánh và một lớp sô-cô-la. Còn cái này nè mấy chị. Một lớp bánh, một lớp kem, phủ tiếp một lớp kem và phủ tiếp một lớp dừa. Trời ơi, tôi nói ngon tuyệt vời luôn. Ưng beng beng đỏ, lấy beng beng đỏ. Ưng beng beng trắng, lấy beng beng trắng. Bữa nay siêu thị sale. Nó giảm, em giảm lại cho mấy chị. Còn có giá là 67.000 một hộp 12 cây bánh. Nha mọi người nha, 12 cây bánh. Ăn hổng ngon cho trả hàng nha mọi người. Bánh beng beng là hàng thương hiệu nổi tiếng cực kỳ của Thái Lan luôn. Ưng beng beng đỏ, lấy beng beng đỏ. Ưng beng beng trắng, lên chị beng beng trắng. Chồng chồng. Chồng ơi. Trời ơi, beng beng á mấy chị nào lấy á mấy chị lên luôn giùm em nha mọi người nha. Chứ mà về tới Việt Nam rồi là mấy chị nhiều khi mấy chị lấy là nó không có kịp lấy hàng á. Ưng beng beng đỏ, lấy beng beng đỏ. Ưng beng beng trắng, lấy beng beng trắng giùm chị em nha mấy chị. Chồng không xuống lấy beng beng đỏ kìa. Chị nào ưng loại nào lên cho em rồi đó. Bữa nay còn có 67.000 thôi nha mọi người. Bữa nay giảm giá còn có 67.000.
Đây cho mấy chị nha. Bữa nay ủa. Cái này là nó tăng hết 2 bạc cho nó giảm gì. Ai sao tự nhiên nó cứ khùng quá thì cứ giống như cái nó mới biết là nó tăng. Trời ơi nó tăng 2 bạc thì giảm luôn 2 bạc. Chết gì coi như khỏi. Lên cho em ben ben trắng hoặc ben ben đỏ lên đơn. Xong quá. Ben ben trắng hoặc ben ben đỏ lên đơn. Ben ben trắng hoặc ben ben đỏ lên đơn. Nha mấy chị nha. Mấy chị hỏi hoài luôn á. Cái kiểu như là hồi Tết cũng hỏi mà bây giờ sau Tết cũng hỏi nữa. Nha mấy chị, sau Tết cũng nhiều chị hỏi cái bánh ben ben lắm. Em gom mấy chị chỉ có 67.000 một hộp ben ben thôi nha mọi người. Ngon cực kỳ. Chồng ơi. Chào. Khỏi ấy chồng. Có hộp bao cái thùng không? Khỏi ấy lấy cho nó đi. Đây chị. Lấy cho đâu? Nó có bắt không? Như bồ luôn. Như chút thì bắt không như thùng. Nó bắt không như cá. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Bánh gạo phô mai vui vui giá như bánh gạo phô mai nè. Bánh gạo phô mai họ bên đây 25.000 á chị. Rồi chị nào lấy ben ben lên giùm em ben ben nha. Kẹo dẻo sầu riêng bữa nay giảm giá rất mạnh luôn nha mọi người. Kẹo dẻo sầu riêng người ta 79.000 bịch. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 79.000. Sau Tết giảm giá, mấy chị siêu thị đang giảm giá. Kẹo dẻo sầu riêng 79.000 một bịch. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 79.000. Mấy chị nào lấy ben ben thì lấy luôn giùm em đi mọi người ơi. Nhiều khi mấy chị lấy trễ quá cái em về rồi không có kịp lấy mấy chị. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 79.000. Ben ben trắng dồn đơn cho chị nha, được không em? Cái đơn của chị chưa đi thì em dồn được. Mà cái đơn chị đi rồi là không dùng được nha. Tại vì hàng bây giờ em đang vẫn còn ở với siêu thị Vinh Thái mà. Hai chị. Đây nha mấy chị nha. Đưa cho em là kẹo dẻo sầu riêng. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 79.000. Kẹo dẻo sầu riêng tươi 79.000 một bịch. Em đang nhìn cho em. Nha mấy chị 79.000. Kẹo dẻo sầu riêng, kẹo dẻo sầu riêng 79.000 lên đơn. Còn chị nào lấy ben ben hoặc ben ben trắng hoặc ben ben đỏ mấy chị. Ben trắng lên trắng, ben đỏ lên đỏ. Có cái này là mấy bà khoái nữa nè. Thế là biết gì không? Bento. Bento xanh hồi Tết không có một bịch là bán luôn. Bữa nay có hàng. Đây là một tẩm bento nha, một lắc 12 gói. Một lắc 12 gói nha mấy chị, từ 75.000. Thôi bữa nay em gom với chị còn 52.000 bịch đi. Bento đỏ 52.000, bento xanh 52.000. Ít cay hoặc là mấy chị nào mà không thích ăn thì nên mua xanh thôi. Thì nó ăn cay được nhiều thì mấy chị mua đỏ. Còn ăn cay ít ít như em thì nên xanh, ăn xanh thôi. Vị nào cũng ngon, hai vị này là ngon nhất nha mấy chị nha. Chị nó ăn ghi dùm cho em là bento, một tẩm bento đỏ hoặc xanh nha mấy chị nha. 52.000 một lốc, 52.000 một lốc, một lốc 12 gói. 52.000 một lốc, một lốc 12 gói. 52.000 một lốc, một lốc 12 gói. Chị nào ăn đỏ lên đỏ, chị nào ăn xanh lên xanh. Nha mấy chị nha. Mùi ngon lắm. Bento hai màu. Rồi ok chị luôn nè. Hai màu. Rồi chị nào lấy bento 4 gói hai màu. Bento đỏ ok chị luôn. Chị nào ăn đỏ lên đỏ, còn bữa xanh tốt đó mấy chị nào ăn nữa lên giùm em nha. Xanh, chị nào ăn xanh lên xanh thì em, chị nào ăn đỏ lên đỏ thì em. 52.000 một lốc, hàng chuẩn sách tay từ Thái về Việt Nam, một lốc 12 gói. Một lốc của nó là 12 gói rồi nha mấy chị nha, hai bên tô xanh luôn nè. Một lốc 12 gói, chị nào ăn lên giùm em. Một lốc 12 gói, một mà chỉ có 52.000 thôi nha mấy chị nha. Bên tô đỏ này. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Ân đỏ lên đỏ, ân xanh lên xanh, 52.000 mấy bà ơi. Quá trời luôn. 52.000 rẻ quá trời luôn. 4 lớp hai màu ok chị. 2 lớp đỏ, 2 lớp xanh này. Rồi chị nào ăn lên giùm em. 2 đỏ ok chị. Rồi chị nào ăn lên giùm em nha. Chị nào ăn lên giùm em. Ân xanh, ân xanh, ân đỏ lên đỏ, 52.000 một lốc. Cho mấy chị nha.
rất là ngon luôn. Chị em nào là hãy đi dùng cho em là bento ha. Ân đỏ lên đỏ, ân xanh nha mấy chị nha. Ân đỏ lên đỏ, ân xanh ha. Nha mấy chị nha, ngon lắm. Cái này là lấy cho sĩ. Này là lấy cho sĩ này mấy chị. Cứ làm mấy chị giận á. Rồi nha mấy chị nha, có rong biển có chị, một lốc bento xanh ok chị. Rồi nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha, bầu gái chị ơi, gái gái cá đông biển không em có. Rồi chị nó ưng xanh lên xanh thì em, chị nó ưng xanh lên xanh nha, lâu lắm bộ rồi chưa đâu, chưa có ổng đâu trời, giống như xiêm mai đâu kìa. Có lẽ có đi qua đi mai giá vườn về mua mấy mấy phải cái vườn về cả là về để mà phải tay tổ mà cái sừng xanh lên. Dạ bên tôi xanh bên tôi đỏ ok chị, cứ vô. Đi đâu vậy trời? Đi một cơ. Đi đâu vậy trời? Rồi chị nào lấy lấy giùm em ạ. Không có tụi chắc luôn. Đang đâu vậy? Lấy xin lại cho hàng rồi. Chị chứ chứ sao có mình cho hàng nó vòng 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 mà đâu có ai đẩy xin nè. Giờ càng xin đâu. Đây nha mấy chị. Thêm một bento xanh ok chị. Không có như Thúy Lê ơi. Hai bento xanh ok chị. Ăn ngon lắm luôn. Ăn ngon lắm nha mấy chị nha. Ưng xanh lên xanh, ưng đỏ lên đỏ giùm em. Ăn hết rồi chắc luôn. Chị này ăn xanh lên xanh còn lấy đỏ nữa mà đi đâu trời. Đây. Ủa sao mới lấy thùng? Chị này là lấy đỏ nè, đi dùng bên tô đỏ lại đi. Đây nha mấy chị nha, bên tô đỏ chị nào lấy giùm em có 52 ngàn một lốc nha mấy chị nha. Lấy. Rồi đây. Đấy chồng lấy thêm cái đỏ đó đến đi mà lấy thêm nữa. Đây nha mấy chị nha, chị nào ưng xanh lên xanh, chị nào ưng đỏ lên đỏ giùm em. Càng rớt lên rớt xuống gì còn một xe đỏ nữa hả? Đấy. Đây nha mấy chị nha, cắm bài lên giùm em nha mọi người ơi, cắm bài tương tác lên giùm em ha. Chấm chấm lên giùm em mấy chị ơi, cắm bài lên giùm em với, sao đúng rồi. Có kìa, em đang lấy cho mấy chị kìa. Bên bên em có đỏ với có trắng, chị muốn lấy loại nào em lấy cho chị rồi đó. Em mới lấy kìa, chồng em còn lấy nó ấy kìa. Cô dạy em.
Nè, đang mang nè, chị ông đỏ lấy đỏ, ông trắng lấy trắng. Nhưng mà em giảm, bữa nay nhìn lộn giá giảm còn có 6-7 ngàn à. Nhìn lộn giá giảm còn 6-7 ngàn. Ông trắng lấy trắng, ông đỏ lấy đỏ, 6-7 ngàn một hộp nha chị nha. Nhìn lộn giá tăng lên 2 bạc mà tưởng đâu tăng, tăng 2 bạc mà tưởng đâu giảm 2 bạc. Em giảm cho mấy chị hết 2 ngàn, cuối cùng là nó tăng 2 ngàn. Chán em ghê luôn. Rồi ok mấy chị. Đây bánh gạo. Bánh gạo hỏng ngon, hỏng lấy tiền. Hai bên bên đỏ, hai bên bên trắng, hai bên tô xanh và chị. Đây gạo, lúa mạch, phô mai, bắp. Hỏng ngon, hỏng lấy tiền. Bánh gạo nha mấy chị nha. Bánh gạo, bánh gạo vàng 25.000 bịch. Một lóc của nó 6 bịch. Mấy chị muốn muốn lấy bao nhiêu lóc lên giùm em nha. Một bịch 20, một bịch 25 ngàn ha. À, một bịch 25 ngàn, bánh gạo phô mai, bánh gạo phô mai, ngon lắm. Ăn cái này cứu đói nha mấy chị nha. Ví dụ như mấy chị đi làm á, mấy chị đi làm á, mà mấy chị đi làm á, mà cái kiểu như là mình đi làm á, mấy chị mình đói bụng á, mình dỡ cái này theo nè. Ăn cái này mấy chị uống ly nước vô, em nói thiệt mấy chị nha. Đỡ đói liền, chống con đói mấy chị, nhanh gọn lẹ liền. Mà nó ngon lắm mấy chị, nó có lúa mạch nè, nó có bắp nè, nó có phô mai nè, nó có gạo nè. Cho mấy chị 25 ngàn ha. Chị em nào lấy gửi chị em là bánh gạo phô mai nha mấy chị. Bánh gạo phô mai 25 ngàn. Bánh gạo phô mai 25 ngàn nha mấy chị. Bánh gạo phô mai 25 ngàn. Ngon lắm nha mọi người, vô vô nè. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À, bánh gạo phô mai 25 ngàn, bánh gạo phô mai. Bánh là gạo ngon lắm. Nhà em ai cũng thích, trời ơi, đã lắm. Chị em nào ăn lên giùm em bánh gạo phô mai nha mấy chị nha. Bánh gạo phô mai 25 ngàn, chị nào lấy lên giùm em ạ. Mấy chị lấy lên đơn nha mọi người ơi. Bánh gạo phô mai 25 ngàn. Bánh gạo phô mai, bánh gạo phô mai 25 ngàn, 25 ngàn, 25 ngàn. Ăn rất là ngon. 25 ngàn một gói nha mấy chị. 25 ngàn một gói. Hôm nay nó hết. Nó hết để lóc rồi ta. Lấy lóc cho đỡ đóng hàng. Lấy lóc mấy chị đỡ đóng. Bữa nay, bữa nay ít người phụ quá nên là ở bên này nó thịt. Bánh gạo phô mai thương hiệu ngon số 1 tại Thái 25 ngàn. Rồi chị nào ăn bánh gạo lên cho em bánh gạo. Bánh gạo phô mai, bánh gạo phô mai nha. 25 ngàn, 25 ngàn. Chị nào ăn lên nha. Ngon lắm nha mọi người. Rồi hết sữa chúa nữa. Bánh gạo phô mai 25 ngàn. Bánh gạo phô mai 25 ngàn. Gạo phô mai 25 ngàn. Đây, cái xe mà nó dung ú ụ luôn mấy chị. Đây chiếc xe này. Cái chiếc xe không còn ở chứa luôn mọi người ơi. Bánh gạo phô mai giờ ok chị. Mấy chị lấy bao nhiêu bịch lên giùm em nha. Một lóc của nó là 6 bịch đó chị à. Lấy 5 gói, lấy luôn 6 gói đi. Mặc dù là 6 gói á, là em không có giảm giá nữa. Tại vì cái 25 ngàn gói là em không có giảm giá nữa rồi. Nhưng mà hồi 6 bịch em dễ đóng. 6 bịch em dễ đóng không mấy chị. Đây, say xe nặng uống cái thuốc say xe nhà em đi nha. Em là cái người hít hơi xe cũng bị say đó. Mà bây giờ em uống cái đó riết rồi. Bây giờ là không cần phải uống say xe nữa mà vẫn không bị say xe nha chị. Hết say xe luôn, nó hết là nó hết triệt cái chứng mình luôn á. Uống nhiều quá mấy chị, uống tới tính ra nếu mà chính xác là uống gần 8 năm say xe rồi. Nhưng mấy chị trừ những năm em có em bé thôi là không uống say xe thôi. Còn có họ xong rồi là vẫn uống say xe mà bây giờ là em dứt điểm say xe luôn. Có nghĩa là bây giờ là hết say xe luôn rồi mấy chị. Đây nha, chị nó ăn bánh gạo lên, em bánh gạo giờ hết rồi mấy chị, chắc không có chuyện chắc luôn. Để em tìm chồng em cái à. Ủa, không đi đâu nữa. Bánh gạo 25 ngàn, bánh gạo 25 ngàn, 2 bịch kẹo dẻo sầu riêng già chị. Đó từ từ rồi mấy chị ạ. Ủa, ổng đi đâu nữa rồi trời. Cái xe giờ nó đầy quá. Xe giờ đầy quá rồi. Bốn xe rồi mọi người.
ba bánh gà hôm mai 2 triệu. Ok chị. Ủa ổng đâu rồi? Đi đâu nữa trời? Chị nó ăn bánh gạo lên giùm em nha, có 25 nghìn rồi. Ngon, thương hiệu số 1 tại Thái nha mọi người. Mệt cơ, tùm lum hết à. Đây đây đây. Đẩy xe lại nữa, đẩy xe nữa rồi. Ben ben, đỏ, ok chị. Đợi em xíu với chị nha. Cái này của mình phải không chồng? Cái này của mình phải không? Cái xe kia của mình sao không đỡ lại luôn đi? Đẩy lại một vòng này luôn đi chồng. Cái gì đâu, bây giờ không nữa nè. Cái khu của nó nhưng mà ý nó là cái xe khác ở chồng ơi, 4 xe rồi mấy chị, mới gom mà được 4 xe rồi nha. Anh mua luôn lấy xe. Ờ, giật khỏi cái chỗ. Lấy xe đi. Đâu có. Rồi chị nào ăn lên giùm em nha. Cứ cho em bánh gạo 25 ngàn một bịch. Kẹo vô vô siêu ngon, vô vô nho 29 ngàn một bịch. Kẹo chanh muối rất là ngon luôn, bổ sung vitamin C tăng sức đề kháng dùm cho em. Chuyên kẹo chanh muối nha mấy chị nha, ngon đặc sản của Thái Lan luôn nha mấy chị, 29 ngàn một bịch luôn à. Cầm lên. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên dùm em. Rồi còn cái này là bento. Bento đỏ là cay, một cảnh bento ha. Bento xanh là ít cay. Loại loại em bán với chị 59 ngàn một lớp 12 gói, 59 ngàn một lớp 12 gói. 4 xe rồi cho. Đây cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Và đi qua đây. Đây là 2 kiểu chanh muối ok chị. Chị nào ôn lên giùm em ha. Nó có kiểu chanh muối nè. Kẹo dẻo sầu riêng tươi nè. Kẹo chanh muối, kẹo dẻo sầu riêng tươi. Ây da. Chanh muối, kẹo dẻo sầu riêng tươi. Bữa nay cũng có rồi nha, hồi Tết chị nào mà mua không được kiện vui vui, bữa nay mới chị mua. Rong biển cho mẹ chồng lấy 2 lát lại cho vợ cho hết chỗ vô. Trời ơi, hết luôn, hết chỗ vô luôn. Lấy cho vợ 2 lát đi. Rong biển như mấy chị nha. Rong biển bao ngon. Một gói như thế này nè mấy chị. Một gói như thế này nè. Bán lẻ ra là 65.000 một gói 8 miếng to nha. 65.000 một gói 8 miếng to bên trong. Bữa nay em gom với chị 39.000 một gói. Rong biển bữa nay nó giảm hơn mấy chị. Thấy không? Ừ, coi đúng rồi. Trước nè. Giờ nè. Thôi chưa?
không nhìn xem. Đây nha mấy chị nha, rong biển, tôi chân giờ cái màu xanh nữa. Rong biển đỏ 39.000. Rong biển xanh kẹo vô vô, kẹo dẻo sầu riêng. Rong biển xanh. Rong biển xanh. Một bịch nó như thế này cũng 39.000 luôn. Rong biển ăn ghiền, dạ cảm ơn chị, ăn không ghiền cho mấy chị trả hàng. Rau biển không ngon, em Nguyễn Ngờ bán sầu riêng, không anh bán rau biển luôn nha mấy chị nha. Thấy rồi, ông lấy cái xe lại, ông lấy đi. Rau biển đỏ là cay, rau biển xanh là ít không cay. À, mấy chị nếu mà mua cho con ăn á, là nên mua xanh, còn mấy chị ăn thì mua đỏ đi, ngon lắm nha mấy chị. 39.000, chị nào ăn lên giùm em. Một lóc mùa nó là 390.000. Nha mấy chị, rau biển xanh ok chị. Rồi chị nào lấy rau biển lên giùm em, rau biển nha. Kem Thái một hộp, 4 loại trị nám và 4 cây trái cây á, 4 cây trái cây đúng không? Rồi chị nào lấy lên giùm em nha. Rau biển là ăn không ngon là nó em cho mấy chị trả hàng nha mọi người. Mà một bịch nó tới 8 miếng to bên trong, tính ra là mấy chị rất là lợi. Bình thường á là một bịch nó là có tầm 2 tới 3 miếng thôi, cái bịch nãy họ tới 8 miếng, ăn ngon cực kỳ. Đây cho mấy chị nha. Hai bên bên trắng. Chụp cái bill đó gửi qua việc làm thử đi. Chụp cái bill đó gửi qua việc làm thử đi thì. Em đang ở Thái chị ơi, em cũng biết đơn chị đi chưa nữa. Hai bình rong biển xanh ok ạ. À. Đây từ từ nha mấy chị. Rong biển, một bịch rong biển xanh. Rồi ok, cái chị có 39.000 nè mọi người ạ. Khỏe dã man. Bởi dầu gọi bữa nay siêu thị mà không giảm giá chị đó. Cái bữa dầu gọi nó giảm giá, bữa nay tới 165.000. Không giảm giá luôn. Một rong, một lóc rong biển đỏ ok chị. Kẹo chanh muối vô vô, hai rong biển xanh đỏ. Mấy chị ăn thử kẹo ruby chưa? Nghe tôi đi, kẹo ruby mà không ngon á, đừng mua hàng nhà tôi nữa. Em nói thiệt, kẹo ruby mà ăn không ngon, đừng mua hàng nhà em nữa nha. Nó 29.000 một bịch, chua chua ngọt ngọt, vị trái cây ăn cực kỳ đã cái miệng luôn. 29.000 nha. Đây chị coi lại rong biển, đây chị. Rong biển này chị hay mua đấy. Trời ơi, rong biển không ngon cho cả hàng nha. Rong biển không ngon em cho trả hàng, lưu ý giúp em nha mọi người. Em bán với kinh nghiệm 8 năm hàng đi Thái mà toàn gom hàng siêu thị cho mấy chị làm mấy chị biết. Em mà bữa nay em kén lắm mấy chị. Rong biển mà ăn không ngon em không ăn đâu nha. Một gói như thế này á là nó có 8 miếng bên trong, 8 miếng to bên trong mà em chỉ gom có 39.000 thôi. Mấy chị mua cái rong biển hồi này mấy chị chỉ có mua tại siêu thị này có. Mấy chị mua siêu thị Macco, mấy chị mua siêu thị khác, mấy chị đi mua ở ngoài không bao giờ có cái vị như thế này. Đó là lý do vì sao mà có nhiều chị nói cho ủa Thủy ơi sao cái kẹo ở trên cái rong biển chị gửi người khác không có mua được. Tại vì mấy chị không có đúng vị. Tại vì lấy là mấy chị phải lấy là hàng chuẩn tại siêu thị nó mới có, mà phải siêu thị lớn này nó mới có nha. Chứ còn mà mấy chị đi siêu thị Macco hay là đi siêu thị khác là không có cái vị này đâu. Nhưng mấy chị, cái vị này ăn rất là ngon luôn. Cái vị này kể cả những người mà hồi giờ không thích ăn vặt cũng vẫn thích ăn nha mấy chị nha. 39.000 một bịch, chị nào lấy thì ghi cho em rong biển ha. Đỏ. Đỏ là cay, xanh là không cay ha. Nếu mà mình mua cho con á, mấy chị nên mua xanh thôi. Như con em á còn, nhưng mà nó không phải là dạng siêu cay đâu mọi người. Nó cay, cũng cay vừa thôi, cây thi thi thôi chứ không phải là cây mà nó kiểu như là cây xí hồng đâu, cho nên là mấy chị không có cần phải lo. Cái đây là cây chính nè, đang like phải chạy qua đây liền. Mấy chị biết chuyện bộ dao kiwi khắc Thủy ơi, chị xài ngon lắm, lấy thêm chị bộ nữa. Thủy ơi, đợt này đi siêu thị nhớ gom dao nha. Một set 300 lộn à, không là 380 hả. Bữa nay em gom với chị giá sale 299.000 một bộ 5 cái dao, xài 8 năm không bỏ nha mấy chị nha. Nó hơi cũng ở bên hơi lục chút xíu mấy chị liếc đi. Trời ơi, nó bén xẹt liệt lại cho mấy chị. Trời ơi đã lắm. Dao mà xài hoài, xài 8 năm không thay bộ dao là mấy chị biết. Bây giờ hiện tại nhà em vẫn còn
vẫn nói chung là không còn bổn tác, quên không biết nó bị lạc nó mất thôi, chứ còn hỏi là ít nhất đó là 5 cây thì em vẫn còn 4 cây dao nhà, mà 8 năm em chưa thay. Nhưng mấy chị lên đơn cho em bộ dao kiwi, bộ dao kiwi thần thánh của Thái Lan 299 ngàn, bộ dao kiwi thần thánh của Thái Lan nha mấy chị, 299 ngàn. Chị nào lại lên giùm em ha, nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em có 299 ngàn à, dao với chị em là bộ dao nha, bộ dao 299, bộ dao kiwi 299, mấy chị lại bao nhiêu bộ lên giùm em ha. Nặng lắm mấy chị, nặng lắm, nhưng mà họ thích bán cái này là bởi vì nó bén và nó ngon và nó tốt. Mình xài kiểu như mình bán nó đáng đồng tiền á mấy chị. Đã đó, nha mấy chị nha. Rồi chị nào lại cái dao kiwi. Ơ thì em bộ dao kiwi nha, 299 nha. Bợt mua vừa dùng tết bén lắm, đúng không? Rồi nha mấy chị, đã đó, chị nào lại lên giùm em ha. Bộ dao kiwi 299. Ghi rõ giùm em là dao kiwi nha mấy chị nha. Không mấy chị ghi cho em là một bộ dao 299. Trời ơi, 299 vô bả còn có 290 ăn. Không biết lời được 9.000 chưa nữa bà ơi. Nè tôi cho bà coi nè. Bộ dao nè. Cái này mà nó không sale giá cao lắm nha mọi người. Đó. Thiệt luôn á. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Bỏ bạc đồ ra với lại phí rồi tiền cước vận chuyển nữa không biết lời được 10.000 bộ không nữa. Bữa nay bạc nó tăng quá trời quá đất luôn rồi. Đây nha mấy chị nha, 299.000, 299.000, chị nào lại lên đơn giùm em. Bộ dao, bộ dao nha. Ủa ông lấy xong chưa trời, cho ông lại lấy bộ dao cái hả? Lấy rong biển chưa? Mấy chị nãy giờ đặt quá trời á hả? Mấy chị đặt rong biển quá trời á. Dao kiwi, đúng rồi, dao kiwi. Ủa? Đây, dưới trên bữa nay nó đang sale luôn á. À, đấy. Đây nè nè. Rồi con vợ lấy một mớ kia ra. Mớ kia bộ. Nó đang nợ đơn rồi nha. Dao kiwi 299, lấy hôm nay nữa thôi. Cái này nó không sale cao lắm nha mấy chị nha. Nhiều mấy năm ta? 3 năm chưa? 24 năm. 3 hay 4 năm gì? Đây là lần đầu tiên nó sale á. Đây nha mấy chị, 3 hay 4 năm rồi mấy chị. Đây là nói chung là nó sale hồi trước Tết tới giờ mấy chị. Hồi trước Tết là em đã bán 299 nè. À, ngày trước Tết một chiếc này nó đã 299 rồi, nó vẫn còn sale tới bây giờ. 3 năm nha, 3 năm, 3 năm. 3 năm rồi nó mới sale lại. Rồi, chồng đẩy cái dao qua bên bỏ này bớt cái dao đi nè. Lấy thêm đi cho. Các bạn cứ lấy những cái gì lấy ngoài luôn. Mới xa mới hôm bữa đây cũng còn được mấy chục bộ. Mà bữa nay nó nói chị ơi nọ đơn dao rồi gửi hàng sớm như vậy. Và đơn khách. Bảo qua con giờ la cái này. Một xe dao rồi. Thấy chưa? Một xe dao em mới chịu nè. Rồi cánh đây em vợ lấy cái kia nữa. Mấy chị chồng chồng chia ra cho vợ coi. Gói này bình thường 75.000 gói, tại nó có nước hoa. Mà thơm gói nào nó cũng thơm hết mấy chị. 55.000 một gói. 55.000 một gói. Mở gói nào không thơm cho trả hàng nha. Gói nào mà mấy chị nó ồ không thơm thì ơi cho trả hàng, em nói thiệt luôn nha. Rồi thì mấy chị, gói nào cũng thơm hết, 55.000 một gói, 55.000 một gói, 75.000 một gói đúng không? Một set 3 gói bữa nay 99.000. Ghê chưa? Ghê chưa? Một set 3 gói 99.000, ghê chưa? Trời ơi, tôi bán mà tôi cũng dùng mình luôn nha mấy bà.
Tôi bán mà tôi cũng dùng mình cầm chia cái này nữa chồng. Chia cái này dùm giờ coi. Tôi bán mà tôi cũng dùng mình luôn á. Gì trời. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Tại đó, tại không đăng bài đó, em ôn thiệp lên giùm chị. Lên giùm cho em nha. Lên giùm cho em một set 3 gói 99.000 bỏ trong tủ quần áo rất là thơm luôn. Cái hương của nó bám trên áo quần cho mấy chị nè. Mấy chị bỏ toilet này nó thơm cả cái toilet luôn. Mấy chị bỏ phòng ngủ nó thơm cả phòng ngủ luôn. Bỏ tủ đồ nó thơm cả tủ đồ cho mấy chị luôn. Nha mấy chị nha, một gói áo lộn, một gói 55.000, bữa nay em bán với chị 99.000 ba gói. Nha mấy chị, ba gói ba màu nha mọi người nha. Ba gói ba màu giùm cho em, mấy chị lấy bao nhiêu lên giùm em. Lên cho em là một set thơm quần áo. Trời ơi mấy bà ơi thiệt luôn á. Chồng, cái này là bây giờ mình lấy hộp hay là lấy sao? Hộp là nó cong kênh. Hộp giờ nó cong kênh lắm mà bây giờ ngồi gỡ ra từng cái hả? 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 Hay là sao? Gỡ ngồi gỡ ra từng hộp hả? Đưa cho em là set thơm quần áo nha mấy chị nha, set thơm quần áo, set thơm quần áo giùm em. Giờ gỡ ra hả? Đỡ cái dây là nó rất là cong kênh luôn á. Nè, mấy chị coi giùm em nè. Để chỗ mới lạnh á, cha nó khỏe ra là thơm mùi ha. Mấy chị để xe hơi nè, để máy lạnh nè, để toilet nè, để tủ quần áo nè. Mà cái tủ quần áo mấy chị nào mà mặc cái đồ mấy chị mà nó sợ nó bị ẩm bị mốc á, mấy chị xài cái này nè là nó khử mùi hôi luôn nha, khử mùi hôi ẩm mốc cho mấy chị nè. Nó giúp thơm phòng nè, không quên nó giúp thơm quần áo nè, nó đuổi chuột đuổi dán cho mấy chị luôn ha. Chị có 99.000 một set ba gói hay là giờ lợn dục gì cho nó nhanh hả? Hả chồng? Rồi chị nào lấy lên giùm em nha, 99.000 ba gói giùm cho em. 99.000 ba gói nha mọi người. 99.000 ba gói giùm mấy chị nha, 99.000 ba gói. Chị nào lấy lên giùm em ha. Cầm đến rồi được không nha. Đến rồi đó chồng. Này chút nữa ra đóng hàng rồi quấn luôn á. Nặng lắm. Nặng nữa chồng ạ. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha, thơm quần áo, thơm quần áo. Chị nó lại lên giùm em ạ, thơm lắm, đừng có tiếc mấy chị. Một gói mấy chị sử dụng mấy tháng nha, bèo lắm là cũng phải 2 tháng trở lên nha mấy chị, bèo lắm cũng phải 2 tháng trở lên nha mọi người. Coi thử xem chứ chồng coi đếm, chồng đếm cái ấy, rồi chồng đếm cái màu nữa, bao nhiêu màu hết ra đều. Xếp thơm quần áo, xếp thơm quần áo. 99.000 một set 3 gói. Kẹo chanh muối vô. Tao thử đủ chưa? Tôi biết không? Tôi bỏ thì lâm đủ. Kẹo chanh muối xếp thơm quần áo. Một set 3 gói nha mấy chị nha. Một set 3 gói. Hay là lấy cái xe khác đẩy lại chồng. Rồi chồng đếm số lượng thử. Hả? Chị biết rồi, nhưng mà hỏi cho nó cân bằng á. Nó sao ngồi ở quần áo nha. Cái này nè mấy chị, cái xả bồn cầu em hết hàng rồi mà họ bữa nay họ nó giảm mà ít quá. Bình thường 180 thì nó giảm là còn 145, bữa nay nó giảm cho mấy chị, nói chung là nó giảm cho mấy chị bữa nay là còn 115.000 á. Chị nào có lấy thì lên giùm em nha. Xếp xả bồn cầu một lóc một màu, hai lóc hai màu, 115.000 một lóc. Chị nào lấy lên giùm em ha. 20 cục xà bông cám gạo tắm, 20 cục xà bông nhẹ rửa mặt. Ok em, một lóc của nó là 12, hay em lấy hai lóc đi cho nó gọn. Nói chung là thôi tùy em à. Rồi đi mấy chị nè, mọi người coi giùm em nè. Cái này á là xanh lá, nó có hương chanh. Cái này là hương truyền thống, hương thơm nha mấy chị nha, hương truyền thống.
mỗi lần mấy chị bỏ vô toilet, bỏ vô trong cái bồn cầu á mấy chị, cái chỗ mà nó trữ nước bồn cầu á, là một cục, là một cục như thế này á. Nhưng mấy chị mà một cục như thế này á là mấy chị, ví dụ như cái hộp hàng giả là mấy chị xài một cục á là cỡ tầm một ngày cho tới hai ngày, nhưng mà hàng chính hãng mấy chị xài là tới 20 ngày rồi. Đó là lý do vì sao hàng thiệt và hàng chính hãng, không phải hàng thiệt và hàng giả nó khác nhau ha. Một set như thế này 115 ngàn, set thả bồn cầu 115 ngàn, một set một màu, hai set hai màu, chị nào lấy lên giùm em nha, set thả bồn cầu như mấy chị nha, 115 ngàn, 115 ngàn nặng lắm mấy chị, 115 ngàn. Lấy nguyên hộp đi nó dễ. Em lấy nguyên thùng luôn cho nó dễ. Thả bồn cầu, thả bồn cầu không chọn màu nha. Một set một màu, hai set hai màu. À, thả bồn cầu một set một màu, một hai set hai màu. Thuốc khớp có nha em. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em nha. Một set một màu, hai set hai màu, set thả bồn cầu giùm em ha. Rồi. Chị nào lấy bao nhiêu set lên giùm chị em nha. Set thả bồn cầu, set thả bồn cầu. Ok chị. Một set một màu, hai set hai màu. Dồn đơn set thả bồn cầu. Ok ạ. Xe rồi ra. Rồi bỏ bịch kia nữa, bỏ bịch kia nữa. Mạng bị sao mấy chị ơi, thấy em không? Chấm giùm em thử. Trời đất ơi. Không biết có còn bị nữa không nữa. Mạng sao đó. Mấy chị ơi còn thấy em không vậy mọi người? Còn thấy em không vậy chứ chị? Không giờ gọi clear bữa nay 189 ngàn. Đấy cho mấy chị coi, để mấy chị biết, để mất công hỏi cái gì. Ủa sao Thủy ơi, ở Việt Nam mình bán 7 mấy tới mấy ngàn, Thủy bán với 100 mấy. Đây em cho mấy chị coi nè, màn đứng hoài á chị. Ừ. Đó, bữa nay nó không sale, nó không sale nè. Thấy chưa, em nói với chị hỏi nó không sale, nó tới 100 mấy lần. Mà mấy bà nè, đấy, cái chai mấy hôm này đó, em gom được giá sale thì em gom được cho mấy chị có 135 ngàn, à 145 nè. Mấy chị thấy chưa, cho mấy chị coi luôn á. Để có nhiều chị nó, ủa sao ở Việt Nam mình nó bán rẻ mà sao thị bán mắc dữ. Mấy chị thấy không? Em nói mà, tại vì hàng em nói mấy chị là hàng mà hàng chính hãng của nó không có rẻ như vậy đâu. Mà ở Việt Nam mình bán 7 mấy, 8 mấy, 9 mấy ngàn. Mấy chị lại so giá. Đấy, như bây giờ này mấy chị thao mua vô tới 180 mấy ngàn rồi. Rồi sao mà bán được. Mấy chị không nhiều, mấy chị nhiều chị không biết ý, cứ nói Thủy nó bán mắc.
này, họ còn cho gọi lô ré này, em cho mấy chị coi luôn. Hồi bữa thì em bán mấy chị 125.000 đúng không? Này em cho mấy chị coi dầu gọi lô ré luôn. Đây, dầu gọi đen kìa, dầu gọi kem nè. Mấy bữa em bán mấy chị là 125.000 đúng không? Bữa đang 169 nè. Đó, mấy chị thấy chưa? Này, mấy bữa mấy chị thấy em gom mấy chị có 125.000 không? Và bữa nay 169.000 rồi chứ sao em gom? Đó là lý do vì sao mà mấy chị cứ hỏi, ủa Thủy ơi, sao nay không có dầu gọi? Nó không sale, em không gom được. Khổ vậy á. Nó mà sale thì em mới gom được, mà nó không sale em không gom được. Nhưng mấy chị nha, nó đắt lắm á. Cái kiểu như nó đắt quá rồi đợi cho nó sale. Mà lần nào chở thì nó ít khi đi sale. Mà bữa nào nó sale á thì em kêu mấy chị gom đi. Mà mấy chị ít gom. Mấy chị gom ít, cái chừng nó hết này. Mấy chị cứ hỏi em hoài luôn. Đó, bây giờ vậy sao em gom nữa. Nó cao tiền quá. Nhím mũi xanh thái đó đẩy ok chị. Tại vì á, hàng á mấy chị nó có lời, lời thật với lời giả. Cái hộp bánh nha, cái hộp bánh trứng có chút xíu. Hộp bánh trứng có chút xíu là 150 cái một hộp. Em mua gì mà ăn? Mua hộp ta. Cơm luôn 67.000 một hộp. Chị nào ăn bánh ca ba lên cho em bánh ca ba 67.000 ngon quá. Thấy rồi không thấy không? Bánh ca ba 67.000, bánh ca ba 67.000 nha mọi người ơi. Nó ngon, nó ngon cực kỳ nha. Nó ngon cực kỳ nha mấy chị nha. Thật ngon không? Thật có tiền mấy chị luôn. Nè mấy chị coi giùm em nè. Ok chị, nè một lớp bánh kem, một lớp bánh kem phủ lên tấp, tiếp một lớp sô cô la và một lớp dừa. Trời ơi, ngon nhất nách. 67.000 chị em nào ăn lên giùm em. Bánh ca ba nha mấy chị nha, người không thích ăn vặt mà ăn cái này rất nhỏ mấy chị. Có 67.000 một hộp thôi. Chị nào lấy lên giùm em bánh ca ba. Ngon quá. Nãy giờ không thấy. Nãy giờ không thấy, ít khi nó sale. Đây nha mấy chị nha, chị nào ăn bánh ca ba lên giùm em bánh ca ba nha. 67.000. Bánh ca ba. Bánh hai hộp ok chị, bánh ca ba 67.000, bánh ca ba 67.000. Ăn thì nói em nha. 67.000. Một cây là nôm, tích bán một cây. Cào 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 hết cậu. Bánh ca ba để em hỏi một phần. Bánh ca ba hai hộp, bánh ca ba 3 hộp, bánh ca ba, bánh ca ba 2 hộp ok chị. Bánh ca ba 2 hộp ok chị. Bánh ca ba 2 hộp ok chị. Mau berapa biji? 125 enggak apa-apa aku kasih satu aja. Kalau ini enggak, ini lah panggilkan. Siapa tadi yang kata lu? Oh, coklat yang ini yang mana? Em với chị nha, bánh ca ba, bánh ca ba. Rồi. Nè nó còn có bánh đen beng nữa nha mấy chị nha. Mấy chị nào mà ghiền ca ba rồi là mấy chị biết bánh đen beng ha. Bánh đen beng và đen beng trắng và đen beng đỏ. Chồng em mới gom hết mấy lố đen beng đỏ rồi, đen beng trắng rồi. Đen beng đỏ nó còn được vài hộp dưới đây, cũng 67.000 một hộp. Đen beng trắng và đen beng đỏ cũng 67.000 một hộp thôi. Chị nào lấy đen beng màu trắng không em, không có màu trắng chị ơi.
Nè mấy chị, bánh Kit Kat nè. Kit Kat này mấy chị. Kit Kat này là một cây, cái này là 79.000. Chị nào ăn bánh Kit Kat lên giùm em bánh Kit Kat nha. Một bịch như thế này 79.000, Kit Kat rất là đắt tiền. Kit Kat cực kỳ đắt tiền luôn. Nha mấy chị, Kit Kat cực kỳ đắt tiền luôn. Chị nó ăn Kit Kat nói em 79.000 một bịch. Bánh Kit Kat 79.000. Chị nào ăn Kit Kat lên giùm em Kit Kat nha. 79.000. Bánh Kit Kat 79.000, bánh Kit Kat 79.000. Em mua cho con em. Em ăn 79.000. Cái hộp bự bự hơn xíu toàn 200 mấy 300. Mắc quá. Ủa chồng em đi đâu nữa ta? Kit Kat cho mấy chị nha, 79.000 một gói. Hộp bánh cái hộp bánh ca ba chồng hỏi ta còn hàng không giờ xuống chưa rồi xuống hỏi ta thì có hàng sáp tấm gạo 2 cục tra sữa 8 nhựa vị chất trắng da ok chị dùng đơn 2 hộp hộp gì ta hộp gì với chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chéo thiệt sự luôn. Hay là sao đi? Ta sửa đây, siêu ngon đây. Mày vô. Ta sửa siêu ngon đây. Mày vô, mọi người ơi. Ngon cực kỳ nha mọi người nha. Ngon tuyệt vời luôn nha mọi người ơi. Một bịch cà sữa siêu ngon của Thái Lan dùm cho em. 220 sale còn 99 nha. Bạn bên chị nó đúng rồi luôn. Chị cũng chẳng biết nữa. Lên dùm cho em cà sữa siêu ngon, rất ngon, cực kỳ ngon, 99 ngàn, không ngon, không lấy tiền. Chị nào lấy lên dùm cho em. Một bịch như thế này á là nó được 12 gói, tặng thêm được 3 gói, tổng là 15 gói nha mấy chị nha. Tặng thêm được 3 gói, tổng của nó là 15 gói nha mấy chị nha. Không chị ơi, không có mức dừa. Mạng đứng rồi hả? Em cũng biết sao nữa mọi người. Ra đây mà mạng miễu là nó không ổn, rất là buồn lắm mấy chị. Em mua một cái sim như vậy á là tới 700 ngàn. Một cái sim như vậy là 700 ngàn. Em xài cái sim của nó là 30 ngày là 700 ngàn á. Một cái sim là 700 ngàn. Em mua 4 cái hoặc 6 cái sim. Có nghĩa là 4 cái điện thoại, em 4 cái điện thoại thì 4 cái. À đúng rồi. Không, ở đâu vậy? Đó, nha mấy chị. Mã họ mạng nó như cái mệt, nói chung là mệt á. Mua không phải là mua, em mua cái loại đắt tiền chứ cũng không phải là mua cái loại 100 mấy 200 ngàn nữa. Mà mạng nó vậy đó. Lên cho em trà sữa 99, trà sữa 99, trà sữa 99, trà sữa 99. Chồng lấy cái xe lại, lấy trà sữa cho mình cái chồng. Trà sữa siêu ngon luôn nha mấy chị nha, không ngon, không lấy tiền luôn. Một bịch như thế này là 12 gói, tặng thêm 3 gói, tổng của nó là 15 gói. Chị nào lấy lên giùm em trà sữa 99 ngàn ha. Và cà phê sữa cùng thương hiệu với nó. Và cà phê sữa cùng thương hiệu với nó cũng chỉ có giá 99 ngàn luôn nha mấy chị. Ủa chồng cái cà phê sữa với lại trà sữa. Hỏi mấy đứa thử coi. Ở trong nhóm ấy, nhóm kho ấy, là nó đang nợ đơn của sĩ là bao nhiêu bịch biết nợ lấy luôn. Rồi cho mấy chị nha. Trà sữa 99 ngàn, cà phê sữa 99 ngàn, trà sữa 99 ngàn, cà phê sữa 99 ngàn. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Đây đây thì sao? Hỏi thử ơi. Hỏi lấy thùng nữa chồng, không lấy thùng nữa. Này chồng, cái này. Đúng rồi, đây đây nè. Rồi, trà sữa, cà phê sữa lên giùm em. Ưng cà phê sữa, lấy cà phê sữa. Ưng trà sữa, lấy trà sữa. Nó lấy thùng này cho nó gọn. Đỡ đóng hàng. Trà sữa 99 ngàn, cà phê sữa 99 ngàn. Rồi, rất ngon. Trời ơi, tôi bán mà sát nước luôn nha mấy bạn. Tôi bán mà sỉ coi như là chạy làng luôn. Tại vì sỉ cũng bán y chang ra đó. Cứ 99 ngàn một bịch à. Thì mấy chị nào ưng thì lấy thôi chứ. Bán riết, chồng hỏi này lấy bịch. Lấy thêm một cà phê sữa nữa. Lấy một cà phê sữa thế. Đi hỏi anh ta đi. Đi hỏi anh ta lấy. Đây cho mấy chị nha, lấy thùng nha. Lấy thùng. Đây cho mấy chị nha, chị nào lấy được em. Đây nha mấy chị, cà phê sữa, trà sữa. Một bịch cà phê ok chị, một bịch trà sữa, một bịch cà phê sữa. 99 ngàn. Chồng ơi, lẹ ra tính tiền nha chồng. Lẹ ra tính tiền nha. Bây giờ ra cái đó đặt luôn. Ra rồi đó, hỏi ta đặt luôn được. Nó nhăn luôn. Ở đây giờ đâu thế nào rồi còn có chỗ quay tính tiền á. Mấy mẹ tính
chịu lắm. Thuốc trị viêm móng có không chị? Có, em lên đơn đi. Chị nói để chị đăng bài mà chị quên á. À đây nè, chồng chồng hả đi. Hai bịch rau miệng lấy 2 chiếc. Chị Holly Nguyễn là 2 chiếc nấm móng. Chị nào mà muốn lấy hạt nêm mà cũng thôi, em lười lắm. Bột ngọt nữa. Thôi chắc mà nay em lười quá. Chị trẻ cần màu ghi tay 2C2 cho bí. Bột dầu bông lúa. Bột chấm sâu răng. Ok, trang đặt. Ồ, mà mi nè. Hôm được bao nhiêu xe à? 1 xe, 2 xe, 3 xe, 4 xe. Xe 2 xe, 3 xe, 4 xe, 5 xe, 6 xe, 7 xe. Chồng em lấy thêm nữa. Bữa nay được 7 xe mọi người. Bữa nay được 7 xe. Chồng ơi đẩy ra tính tiền ơi. Cái xe này sao trống lỏng vậy? Có phải xe mình phải không? Hỏi nó nói có. Hai đợi. Thằng ấy nó hết rồi. Tôi cọc luôn. À rồi. Lấy tới giờ cùng mang keo đi. Rồi thôi nha mấy chị ơi, em xuống like như mọi người, giờ em đi tính tiền. Chồng ơi đẩy xe vô tính tiền người ta. Là theo cái phái đạo hồi thế. Hồi bữa họ ý nói là hồi bữa họ là mẹ đó họ. Không, mẹ đen mặt mặt. Mẹ nặng mặt. Phải hả? Rồi mấy chị ơi, thôi em xuống like nha. Phải không? Em coi kỹ là coi. À, thôi đưa vào đây đi. Đây mẹ ốm rồi, các em phải rồi đó. Phải không? Phải ấm lắm, là phải hàng bước. Phải không? Còn ấm là ok. Tôi bị chửi sao mình bị chửi luôn. Rồi đẩy xe vô chồng. Rồi cho mấy chị nha. Giờ em tính tiền. Xe vô. Một lần quá trời xe luôn nha mọi người nha. Đầu năm mà lấy cho mấy chị về là cũng rất là nhiều rồi. Đầu năm mà lấy cho mấy chị về cũng rất là nhiều rồi. Còn nữa kia này chồng, còn xe mình nữa kia này. Thôi em xuống like nha. Em xuống like nha. Bye bye mấy chị. Bye bye ha. Bye bye mấy chị.